À, Khoa à? Em có yêu nhiều chưa? Dạ, yêu thì thật sự em là một mẫu đàn ông trung tình. Em yêu ai thì yêu hết lòng và yêu càng lâu càng tốt. Vì tôi là thằng khờ thủy chung. Nhưng mà thật sự thì cũng trải qua 2-3 mối tình gì đó. Thì nếu mà tính ra thời gian yêu thì em yêu cũng được gần chục năm rồi. Thì hy vọng là gần chục năm đó sẽ có những kinh nghiệm để hôm nay tới đây giải mã được tình yêu. Còn không thì bị tình yêu nó giải mã luôn. Nhưng mà em nói là em là một người trung tình vậy thì cái lý do gì mà tới 2-3 mối tình lần chứ không phải là một? Thật sự trung tình thì không phải là yêu phải một người mới là trung tình đâu anh. Vậy hả? Thậm chí yêu cả 10 người nhưng vẫn giữ được quan điểm trung tình được mà. Nhưng bởi vì có những cái, có những thứ mà một thời gian gì đó mình không hợp nhau chẳng hạn, rồi do có duyên số chẳng hạn mình phải chia tay thôi. Chứ thật sự khi yêu ai cũng muốn yêu lâu dài và nói chung là yêu tới bao giờ mãi mãi luôn. Khoa ơi, Khoa, chị nghe em nói chuyện chị cứ cảm giác như là đang giờ học văn đấy phải không? Kiểu là như vậy đó. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn nhanh cho các em về cái kỹ thuật trình bày cái bài văn, ngôn ngữ văn. Thì mình cứ trải lòng để cho mọi người hiểu đi, hiểu không hiểu thì tự mình hiểu thôi. Nhưng mà nè, xác định lại nha, chung tình chứ không phải là tình chung về một mối nha. Thì chung tình đó là có thể yêu nhiều người nhưng mà khi yêu yêu một người thôi, lúc nào chia tay mới yêu người khác. Không phải một lúc yêu nhiều người như vậy là không phải là chung tình. Không, nhưng mà nếu như mà đang quen người này mà thấy người mới tới mình bỏ người cũ mà mình quen người mới là mình bạc tình đó. Không, đúng vậy, như vậy không thể chấp nhận được, không xứng là một thằng đàn ông. Em không phải là mẫu người như em vậy. Em trả lời anh. Theo em suy nghĩ về cái chuyện mà mình gặp người yêu cũ mình có phản ứng gì đó em thì chuyện bình thường, rất là bình thường. Tại vì cái chuyện mà mình đã chấm dứt thì đã là quá khứ. Mình đang ở hiện tại, mình sống cho tương lai, mình sống cho hiện tại, mình sống cho bản thân mình. Chứ mình không có quan tâm người khác như thế nào cả. Tại vì em nghĩ rằng nếu mà mình cứ quan tâm người khác hoài ấy, thì mình cứ lẩn quẩn trong cái dòng đó, mình sẽ không bao giờ gặp được người mới cả. Khá là may mắn khi mà chưa bao giờ trong cái trường hợp đó. À, là chưa có thấy người cũ. Chị phải trải qua cảm giác đấy đi. Không, cảm giác nó nhiều cái. Mà em cũng không muốn. Tại vì nếu mà em trong trường hợp đó thì em sẽ làm những cái thứ rất là lầy. Em chắc chắn là người yêu cũ sẽ nhìn em, nhìn em trước. Thì em sẽ nhìn lại nói, ủa anh nhìn gì vậy, quen không, có bạn gái mà nhìn ta làm gì vậy? Quen mà, chúng ta đã từng là người yêu cũ của nhau đấy. Đâu ra vậy, sao vậy? Thật mà, em quên rồi. Còn giới thiệu với em, đây là người yêu mới của anh. Quan trọng là thần thái. Quan trọng là thần thái. Thử đi nè, mình nè. Em hai người yêu mà đang thử nè. Bây giờ em giảm sử thế thôi. Đây. Em đi giả sử theo đi. Cái này sai lắm, cái này sai. Coi như Bi Max là người yêu mới của mình đang đi. Rồi, đây là tình huống. Đi. Đi anh, tao nữ đúng không? Tao nữ hả? Đi ra. Tôi giới thiệu tình huống đã. Đây là một cái tình huống mà vô tình hai người gặp nhau mà Thanh Tú thấy người yêu cũ mình đi với người yêu mới. Mọi người hãy cố gắng dùng hết sức tưởng tượng của mình 1000% tưởng tượng ra Bi Max là con gái, ok? Bi, tay anh để như này đi cho dễ ở nhìn. Diễn viên con gái nha. Ừ. Rồi hai người đi gặp nhau như thế nào nè. Dạ, nhìn đứng đối diện nhìn nhau nè. Mày khóa tao chứ tao khóa mày. Rồi, rồi nè, bây giờ hai người chuẩn bị bước đi, mình Tú bước tới nè. Rồi dừng lại, ừ nhìn thấy nhau, ừ ánh mắt đắm đuối, đắm đuối, đắm đuối. Đẹp quá nhìn hả? Bánh mèo là ai vậy anh? Sao biết em vậy? Em là đây. Lâu lắm không gặp. Em có khỏe không? Ủa, xin lỗi, anh ai vậy? Em là Tú, người yêu cũ của anh. Người yêu cũ, đồ người yêu cũ. Giới thiệu về em, đây là người mới của anh. Bọn anh đi chơi thôi. Em đi một mình à? Em đâu có quen anh đâu. Xin lỗi nha, tự nhiên nói chuyện với người lạ kỳ quá. Ôi anh ơi, sao mà anh làm cái chuyện mà em quê quá, thôi mình chia tay luôn đi nhé. Trời ơi. Nhìn này là tình yêu đâu có diễn viên hài đâu. Sao diễn viên hài không vậy? Bị quê anh ơi. Đây là cái chia sẻ thật sự của anh. Đấy là một chuyện rất là bình thường. Tại vì rằng là đối diện nhau hoặc gặp nhau, đấy là những cái mà không thể nào tránh khỏi. Và cái quan trọng một điều rằng là cái người đàn ông ở đây là phải là cái người rõ ràng nhất. Tại vì là đã quyết định chia tay là chia tay. Cái ý của An muốn nói ở đây, nếu mà hai người còn yêu nhau thì chắc chắn sẽ không bao giờ có trường hợp chia tay lâu. Và không có một trường hợp đi tìm người khác để yêu. Tại vì rằng là đấy là một thứ cảm xúc mà nó không thể nào nó lẫn lộn với nhau được. Yêu là yêu, không thể nào mà mình thật chia tay. Ra tìm thì vẫn có. Tìm thì vẫn tìm thôi, anh nghĩ tìm thì vẫn tìm mà. Nhưng mà gần như là cái người mời đấy sẽ là người thay thế. Không. Em gõ cửa, em vừa mở cửa
quăng em một trái bom xong đóng cửa lại, cái nên là em rất là sợ cái mấy cái đó anh đó. Nên bây giờ em ra em diễn lại cho anh coi, cái em nè, sợ bây giờ anh Khoa diễn đi, anh Khoa coi phim em đi. Anh đang hòa mình vào câu chuyện của em mà thật sự là bây giờ là anh phải diễn luôn hả? Dạ diễn luôn. Rồi anh đang coi phim đúng không? Cho. Dạ. Tụi mình đang ngồi coi phim nè, xong rồi cái tự nhiên anh thả bom. Ok nha, ok nha. Biến thành đấu, biến thành đấu. Có giống không? Không phải là bây giờ mình cầm giường lên nào, mình cầm ngoài ra bây giờ là một bộ phim hay như vậy được chưa? Phải không? Trời ơi, phim hay thật chứ. Trời ơi, anh thả bom đúng không? Anh thả bom đúng không? Em rõ ràng như một cầm giường với một dưa hấu đúng không? Anh thả, anh đâu có thả gì đâu, anh đang coi phim mà. Anh coi phim nhưng mà tưởng anh động quá. Em rõ ràng em nghe cái tiếng rất là lạ, anh thả bom đúng không? Làm gì có tiếng, chắc tiếng trong phim đó. Anh xạo, nhưng mà làm sao mà cái tiếng đó nó sinh động, em nghe rõ ràng mùi thối lắm mà. Phim bây giờ người ta làm hay lắm em, nó còn có những tiếng lạ lắm mà phim này hay quá ta coi. Trời ơi, mùi nó cho em biết, anh là một người bạn trai quá là vô duyên. Tôi không thể nào quen một cái người mà không tinh tế nhanh được, anh biết chưa? Em ơi, tại anh tập trung coi phim quá rồi sao em, mình yêu nhau. Anh ơi, em đang nghĩ anh, lần sau á, những cái phim mà tình cảm lãng mạn hãy đuổi qua coi. Còn những cái mà hành động bom nguyên tử B52 á, anh coi một mình nghe chưa? Sao? Ê, tự nhiên cái vô đây cái bị chửi ngon ơ vậy ha. Tự nhiên mới hôm nay ra chưa được một cái gì cái bắt đóng một cái vai thật sự là nó có mùi thật chứ. Mọi người đã cảm nhận được đầy đủ mọi giác quan luôn khi mà nghe em kể câu chuyện của em. Thật sự cuộc đời anh chưa gặp một người con gái nào mà nó cuộc đời nó không bi đát như em á. Cảm giác em gắn liền với những cái gì đó mà nó không được sạch sẽ cho lắm. Mà cái thật sự cái câu chuyện của em nó rất là đa màu sắc. Nó vừa có hình ảnh, nó vừa có những âm cái gọi là âm thanh, có sắc nét. Và quan trọng là nó toát ra một cái mùi gì đó mà người nghe cũng phải bịt mũi luôn đó. Thì em... Nói chung là đây là cái lần đầu tiên mà em được tỏ tình bằng thư tay. Thì mới đầu thì thực ra thì cảm thấy mình ngày đấy hẳn còn trẻ con thì thấy rất là thích, khá là thích. Cái thời đó thời vẫn đang đi học thì kiểu như là tự nhiên chưa bao giờ em trong đời chưa bao giờ có một người mà viết thư tay kiểu lãng mạn như thế đến với em. Thì khi mà nhận được cái bức thư đó em khóc luôn, khóc khóc như một đứa trẻ con kiểu ơ mình mừng quá. Ủa là mừng quá chứ không phải là cảm động quá hả? Thực ra thì cái đấy là, nó rất là xến. Kiểu ngày xưa thì em hay kiểu làm màu á. Là trở về trước mặt bạn nam thì mình kiểu hơi lạnh lùng một chút xíu. Bạn có nghĩa là họ quan tâm mình nhiều nhưng mà kiểu mặt lúc nào cũng mọi thứ là bình thường. Mặc dù bên trong lòng thì rất là tìm nhảy. Đúng rồi. Bạn Misa luôn, Misa cũng vậy. Mà quan trọng là bây giờ cái lá thư đó em còn giữ không? Dĩ nhiên là em còn giữ rồi, tại vì cái bức thư tình đầu tiên em được nhận mà. Bức thư tình đầu tiên. Wow. Em là yêu bên thì đó cũng... phải không em? Dạ. Thư viết tay á. Thư viết tay của anh luôn. Anh nhớ đợi cho. Nhớ chứ. Em ơi, mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời. Lê Quân, tại sao lại quyết định là viết thư tay cho tỏ tình? Cái này cũng công nhận luôn là cái này là bức thư tay đầu tiên anh biết mà Jay viết tặng một người để cho một người con gái. Thì tại vì cái lúc đó là mình đang công tác ở Sài Gòn, tổ hai đứa hẹn hò đi xem phim này nọ, nhưng mà đến lúc mình chuẩn bị đi vào Sài Gòn này, thì mình tiếp tục công việc, thì nghĩ mãi mình không biết làm cách nào để cho nó thật là ý nghĩa, tại vì thời gian cũng không còn nhiều mà mình cũng là người nhát nữa, không dám tỏ tình trực tiếp đâu, thì mình quyết định là viết thư. Mọi người đừng đọc ra được không ạ? Có mang nè, trong anh Quân thì nói là cái bức thư này không có dài, nhưng mà đối với em thì thực sự rất là dài. Elsa của anh. Elsa. Thực sự là em hay kiểu tỏ cái mặt lạnh lùng. Anh đặt tên biệt danh cho em là vậy luôn. Anh không thể nhớ nổi lần đầu, lần cuối cùng anh động đến giấy bút là khi nào, nhưng mà với anh điều này thì thật là điên khùng. Tất cả là vì em đấy. Thực ra là em mới đọc đến cái dòng này thôi là em khóc liền luôn.
Em đặc biệt đến mức có thể khiến anh trở thành chàng trai mới lớn của 10 năm trước. Biết rung động, biết nhớ nhung và biết làm mọi thứ cho em vui và chẳng toan tính gì cả. Thứ nhất là các bạn, nãy giờ các bạn trẻ ở đây thấy gần như là mới quen hay có gì đó, là một khía cạnh khác mà khi cãi nhau có chán nhau không. Còn với những người đã yêu rất sâu đậm, có thể sống vì nhau, có thể ăn trọn đời ở chung với nhau thì nó là một vấn đề khác. Vấn đề cãi nhau để là chán thực sự nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Chúng ta loại bỏ cái câu ra khỏi trong cái cuộc sống gia đình luôn. Nên bỏ hẳn. Và còn vấn đề mà cãi nhau với bản thân gia đình của anh thì thật sự này, em mà hỏi chị Hạnh, chị Hạnh trả lời luôn. Đôi khi chị Hạnh phải kiếm chuyện để cãi nhau. Vì nó quá bình yên với cuộc sống gia đình của anh. Nó phải cãi nhau một vấn đề gì đó để cho hâm nóng cái cuộc hôn nhân của chính mình. Trời, người ta mong được cãi nhau kìa. Gia đình anh có lâu lâu nhiều khi cũng phải khịa, cũng phải nhiều khi anh cũng thấy cà khịa đúng không anh? Trời ơi, làm ơn đi nhậu giùm cái đi, ở nhà hoài. Ví dụ vậy, hoặc là có những cái cứ thích vậy, thích cái nhau để cho nó nóng, warm up lại cái cuộc sống. Và có những lúc mà hầu như không xung đột những cái gì lớn lao lắm. Nếu mà có những lúc mà lâu, thật lâu có những cái xung đột lớn thì mình chia sẻ một cái kinh nghiệm. Với những gia đình mà có gia đình rồi hoặc là sống yêu nhau một thời gian rất là lâu, xác định với nhau á, thì mình nghĩ vững những cái gì khía cạnh của người đối phương tốt nhất, hạnh phúc nhất. Nghĩ về những đứa con cái, nghĩ về những cái gì đẹp nhất của gia đình thì chắc chắn những cái vấn đề chán nhau không hề có tồn tại. Chị nhà quá hạnh phúc, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Anh yêu điện thoại hơn em. Đây, cái này em cũng bị nha. Cái này thì dễ bị trách. Bạn trai của ai yêu điện thoại hơn mình đâu? Pinky. Mọi người ở đây chắc phải ít nhất là một lần bị cái vấn đề đó. Người ta thường gọi là công nghệ giết chết tình yêu của hai đứa mình. Là em thì có cái bạn trai đó là một người quản lý rất là nhiều người, quản lý rất là nhiều việc. Nên em hiểu là công việc anh đó đòi hỏi anh đó là phải giải quyết cho những người khác rất là nhiều. Nên thường là hay phải lên máy tính, lên điện thoại. Có một lần thì em với người đó đang đi ăn. Thì em có một cái chuyện gia đình. Nhắc tới không tức mà muốn khóc luôn. Em cứ kể đi. Em có một cái chuyện gia đình. Ok. Giờ biết cười hay kêu cười đi. Hít thở nè, Ôi vậy hả? Thì em ngước lên thì em thấy là anh nó đang cầm điện thoại. Thì em chợt cảm thấy là em không muốn nói nữa. Thì có thể là tại lúc đó là một cái chuyện đó, là một cái chuyện quan trọng em muốn chia sẻ với anh đó. Nên em cảm giác rất là tổn thương. Anh cũng không nhìn mặt mình. Thật sự là lúc đó em ngước lên em có khóc ngay lúc đó, nhưng anh cũng không hề thấy. Đến khi sau đó anh bỏ điện thoại xuống rồi thì em đã hết khóc rồi. Thì em có cái mặt rất là giận. Thì anh hỏi em là làm gì mặt chù ụ vậy. Anh đã đâu có thấy là em đã khóc, nên anh cũng đâu có biết là cái chuyện em vừa rồi định kể là nó như thế nào đâu. Thì đó là một trong những cái mà em cảm thấy là rất là khó chấp nhận. Một cái sự vô tâm mà rất là khó chấp nhận. Nếu như mà bạn trai bận công việc gì đó phải trả lời điện thoại giải quyết cho một ai thì chắc chắn là người ta sẽ gọi cho anh, yêu cầu anh giải quyết liền. Còn nếu như người ta nhắn tin cho anh, tức là người ta vẫn có thể chờ đợi anh 5 phút, 10 phút anh giải quyết việc riêng của anh, rồi khi anh online anh sẽ trả lời người đó. Anh không thể nào mà có thói quen là cứ cầm điện thoại quên mất cái sự hiện diện của người bên cạnh mình. Anh muốn kể cho mọi người nghe một cái mẩu chuyện mà anh đọc được trên mạng. Cái điều mà buồn nhất trong cuộc sống của tụi mình á, đó chính là gặp được đúng người mình thương, muốn chăm sóc họ đến suốt cuộc đời, nhưng mà ở sau lưng của mình không có cái gì cả ngoài sức trẻ. Thì người ta đâu có đảm bảo được cái gì đâu. Tới lúc mà là mình đảm bảo được cuộc sống của mình rồi, thì người đó không còn bên cạnh mình nữa. Cho nên là mình cố gắng chạy nhanh tới thế nào đi chăng nữa, mình cũng không bao giờ thắng được thanh xuân. Cái trường hợp của em á, thanh xuân, cái người mà anh nói tới đó chính là em. Em bị mất thanh xuân là cái khoảng thời gian đó. Không phải là cái người đó không chăm sóc cho em đâu, nhưng mà là người ta đang bận tạo dựng cái sự nghiệp cũng như cái cơ ngơi vững chắc thì mới lo cho em được. Và trong cái khoảng thời gian đó, vô tình em lại cần nhiều nhất cái tình cảm anh ta dành cho em. Đó là cái sự đối lập. Kiểu như là
người này muốn nhưng mà là phải đủ đã thì người ta mới thực hiện, còn em lại muốn ngay bây giờ, ngay lúc này, thì chính cái điều đó nó khiến cho tình cảm của em nó gặp trục trặc, không? Ừ. Và nếu như nha, trường hợp của em nha, hiện tại bây giờ hai người còn quen, anh xin chúc mừng. Còn nếu như hai người không quen với nhau nữa thì em cứ nghĩ đơn giản một điều này thôi ha, là mình chia tay nhau để hoàn thành trọn vẹn lý do sống trên đời. Tại vì những thứ mình mong đợi mình đâu có được bên nhau đâu. Ừ. Đúng không? Ừ. Đồng ý. Nó chỉ là đơn giản là vậy. Gặp sau nhau sai thời điểm. Quang Bảo xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu, phiên bản chuyện phím cuối tuần. Tại sao ngày hôm nay chúng ta lại có một cái phiên bản mới như thế này? Bởi vì sau rất là nhiều số của Giải Mã Tình Yêu thì cá nhân Quang Bảo cũng đã nhận ra một điều. Sau hết gần 52 số, chúng ta một khi đã yêu thì gần như là chưa biết cái gì cả. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta phải lật mở tất cả mọi thứ lại từ đầu, và gần như là phải học tất tần tật lại từ A cho đến Z để chúng ta có thể yêu nhau một cách tốt hơn. Và khi đã học thì chắc chắn là chúng ta phải học từ Tây sang Đông thì nó mới cụ thể. Chính vì thế mà ngày hôm nay bên cạnh Quang Bảo sẽ có thêm một người bạn dẫn rất là đặc biệt, và họ sẽ đưa ra rất là nhiều những cái quan điểm của họ để giúp chương trình chúng ta trở nên hay hơn. Tới phần rửa chén thì bạn ấy cũng dạ thôi để con rửa cho cô, thì mẹ em thường sẽ từ chối, kêu rằng là để cô rửa cho. Dạ cảm ơn bác, hãy ngồi nói chuyện với em luôn. Oh wow. Cái sao mà em lúc mà về thì lại bảo là tao thấy bạn gái mình nhỏ này không được á. Sao vậy? Kêu con gái gì mà ăn uống khó khăn, chế này chế kia. Còn anh này về rồi hả, không biết đi chợ, không biết nội trợ gì hết, không biết rửa chén, không biết phụ người lớn các kiểu nữa. Thì mẹ lại không có cái ấn tượng tốt về người bạn này. Đó là, thì thiệt ra thì xấu hổ thì em cũng không phải là xấu hổ, nhưng mà chỉ là hơi bị ngại á. Bởi vì lần đầu tiên luôn dẫn bạn gái về nhà mà bị gọi là không có cái tình cảm tốt từ gia đình của mình. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, thì cái việc khi mà đến với lại một cái nhà một người xa lạ, mà đặc biệt là đến với nhà thăm phụ huynh của người yêu mình nữa, thì cái chữ khéo là phải được đặt lên hàng đầu. Đúng không ạ? Nhưng mà đó là ở Việt Nam thôi. Đối với các bạn ở nước ngoài thì các bạn có bao giờ gặp cái trường hợp như vậy chưa? Thì nếu như mà là Vanessa, Vanessa có làm không hay là để cho bác làm? No, Vanessa tiếp tục làm tới cái mức độ mà bác phải chịu khó và năn nỉ Vanessa đừng có làm. Là tới cái mức đó là Vanessa sẽ nói thôi thôi rửa chung đi, thôi bác mệt rồi, bác đã nấu ăn rồi, bác đã mời con vô nhà rồi, thì thôi để con làm cái này để con có cái cảm giác là con có thể làm gì cho bác được, đúng không? Mà nếu mà bả không cho thì ok là bả không cho là tất nhiên là Vanessa vô gia đình là quá sướng rồi. Mà đúng là Vanessa nói là có một vấn đề rất là lớn ở đây, đó chính là người Việt Nam hay nói ngược á. Đúng. Tức là oh no, bác làm cho. Mình từng nói vấn đề này một lần rồi đúng không? Thì cái chuyện đó nó rất là dễ bị hiểu lầm. Hồi đó là em nhớ em học cấp 3, phải là một ngày đẹp trời, nắng sáng chói chang. Buổi trưa thì đi học về thì người yêu em đưa về nhà. Nhân tiện lúc đấy thấy nhà không có ai, thấy cửa đóng kín ba cổng luôn. Thế là thôi nghĩ là thôi vào uống nước đi. Thì vào uống cốc nước. Ra nói thế thì mình cũng hơi hồn nhiên, mà mình cũng có ý định là kiểu dụ bạn trai vào nhà xong hôn nhau một tí. Hôn nhau một tí. Rõ ràng thế mà. Về nhà mà hôn có một tí thôi. Từ chưa kể tí bên nào. Hôn một tí bên nào. Một tí bên nào. Một tí. Đang thăng hoa thì là nghe tiếng cửa. Lại câu chuyện này rất quen, nghe tiếng cửa. Cạch, tiếng xe bố kiểu rung rung phát đây. Chưa được, phải làm nào. Mà trong khi cửa mở rất nhanh thì trong tích tắc em đã bật đèn, lôi sách vở ra ngồi trả vừa học. Để bố vào. Đấy, thế là bố vào bảo hai con đang học bà ơi, thôi học tiếp. Thế anh nghĩ là sau chương trình này giờ bố biết sau, hả? Sau bố em mình sẽ biết đó. Em không xem sau... đi. Chị ấy cũng từng kể với câu chuyện giống như vậy, thì mẹ chị ấy thì coi như là lặng lặng rút ra, không có ý kiến gì hết. Thở dài. Nhưng mà còn ở nước ngoài thì sao? Không, tại vì ở Ba Lan này cái đây là bình thường. Nếu mà bố mẹ thấy là con của mình ấy trên cỡ 13, 14 ấy hôn nhau thì kệ bình thường. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy, ai mà chả thế. Còn nếu mà nhá,
nếu mà thỉnh thoảng có bố mẹ mà khó tính ấy, ê con vừa làm cái gì đây? Ta cũng phải mẹ xưa cũng thế mà. Thế sếp mẹ chỉ có thể nói ừ nhỉ, thế thôi. 15 tuổi cũng được, đơn giản thế thôi. Từ cỡ 14 trở lên. Không, đa phần là em nghĩ là phương Tây mọi thứ nó sẽ không có quá căng thẳng về cái chuyện này đúng không? Chơi 14 là được. Á Đông nó cũng có những cái khó riêng đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình với đoạn clip quen thuộc, đó là những cái tình huống ở trong lớp học tiếng Việt căng thẳng. Yeah, ta cùng về xem là ngày hôm nay các học sinh liệu rằng có vượt qua được những bài test mà do các thầy cô giáo dạy tiếng Việt người nước ngoài gây ra hay không. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Bạn có không ít con gái của tôi chưa? Ít rồi. Rồi hả? Thì còn ngoài đó có làm gì nữa không? Đi chơi và khôi. Ôm và khôi. Ôm và khôi hả? Ôm và khôi là sao? Ôm nhưng mà nó rất khôi. Này, ok. Này, Shinsuke, 20 năm nữa bạn nghĩ cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Tôi sẽ đi trắng. Trắng? Trắng. Hả? Đi mặt trăng hả? Trắng. Mặt trăng? Dạ, mặt trăng. Hả? Mặt trăng. Sẽ đi mặt trăng không hả? Yeah. Và đi bằng cây gì? Bằng con gái bạn gái cười bạn gái đi lên mặt trăng. Khoan, tôi không có hiểu. Tất đi tuần trăng mật. Trăng mật không phải là đi mặt trăng mà đi tuần cô gái. Ok, thấy thì chấp nhận được. Mời thằng đó viết cho em ha, em đọc đi. Đọc cho anh nghe. Ok, em đọc. Con chết cài. Chết cài, con kẹp. Đấy, hơi một chút. Ok. Con khét con. Only one of that. Ok. Con khét con, kẹp. Con khét cái. Con khét cái là con két mà nữ. Ok. Con gái. Két kẹp két. Cái kẹp cái. Con két. Ok. Ok, đọc lại. Con kết cái. Oh, pretty good, ok. Cái này không đến nỗi gì, nhưng mà đọc cái thứ hai. Em chứng tỏ là cái này không phải là thứ tình của cái thằng đó viết cho em. Ok, xin mời em nha. Anh hết với anh đi. Không, đọc cái này rồi anh sẽ hết giận. Ok. Ba bờ beo bành, bờ nhiều bờ. Ba bờ. Ok, một. Hai phút. Ok. Ba ba bèo banh bèo. Ba ba bèo banh banh bèo. Bèn bồi. Bưng 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 bình banh bè ba béo bưng bình bước bồi bà bờ banh banh bèo bà banh banh bộ banh bèo. Thì là sao? Sao lại em muốn làm cái bộ bánh bèo của cái thằng nào? Em có gì mà tự hào về cái việc đó? Em không phải là... Anh muốn ăn bánh bèo hả? Cái này là cái mật mã gì đó, đúng không? Là cái thằng bạn tình của em á, đang nói là muốn em làm bạn gái cái bộ bánh bèo của nó, đúng không? Vậy lính hả? Không biết là em với lại nó là chơi trò gì. Nhưng mà cái đó thì bỏ bên đi. Bởi vì anh có một cái bằng chứng rõ hơn nữa. Hôm trước là em để lại điện thoại của em ở đây. Em không có điện thoại hả? Đó, mà anh đọc lại tin nhắn. Ok. Và em giải thích cho anh nghe. Ok. Mấy cái này có thể bỏ qua hết. Ok. Thì không biết. Ok. Có thể là bạn của em là nữ tên Linh rồi tặng cái này cho em hay cái gì đó không biết. Nhưng mà cái này là em đọc đi. Em xin lỗi, em đã có thai do không dùng với anh. Em không dùng bao cao su với anh. Bao cao su hả? Bao cao su, cho nên là em có thai. Bao con sói? Đúng rồi, bao con sói gì đó. Đúng rồi, bao con sói, bao cao su. Bây giờ em có thai nữa hả? Ok, em nói lại nha. Ok.
Em xin lỗi, em đã có thái độ không đúng với anh. Em đã có thái độ không đúng với anh hả? Ok, để đây xem lại. Em xin lỗi, em đã có thái độ không đúng với anh. À, em đang xin lỗi người ta hả?